anh em cũng BBC cũng đã trải qua 2020 rất vất vả, và hôm nay cũng nhân dịp một buổi thank you party, ban lãnh đạo BBC cũng rất mong muốn là một cái chương trình tri ân cho cán bộ nhân viên, cũng rất mong muốn là sau cái buổi thank you party này thì BBC Mundo sẽ rực rỡ hơn trong năm 2021. Vì vậy là rất mong muốn chúng ta hôm nay cởi bỏ hết mình cùng nhau chia sẻ. Xin cảm ơn.